Cái đôi giày mẹ mang thì nó cao 25 phân. Wow. Mà không có đế nó luôn. Không có cái đế ở dưới. Hay quá. Có phải là em đang quen với chồng chị hay không? Có biết cái nỗi đau khổ nhất của một người phụ nữ, thà người ta thấy chồng người ta ngoại tình với con gái, người ta sẽ bớt đau khổ hơn là thấy ngoại tình với một người con trai. Bạn kiềm chế không được thì bạn giật cái điện thoại lại, bạn tát thêm một cái. Mà chỉ vì cái tin nhắn trong cái điện thoại đó mà Khánh đánh đại như vậy luôn. Em tháo luôn chiếc nhẫn cưới em giục luôn. Em vừa mới cầm đũa xuống thì cái chị mà chơi chung với em, với bạn đó mới gọi điện đó là: Khánh Chi và Minh Tuân, chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và xin mời quý vị khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Trời hay quá, đi cho bây giờ xuất sắc. Em xin chào anh chị Chi và em xin chào anh Tuân. Em tên là Quang Đại, mọi người hay gọi em là Kevin Phạm, đó là cái nghệ danh khi mà em đi làm show. Ngày hôm nay em rất là vui khi đến với chương trình Come Out Bước Ánh Sáng. Và đến đây với mong muốn là để em được gặp chị Chi. Chị cảm ơn em. Đại, cho anh hỏi là cái giày này nó cao bao nhiêu nhỉ? Cái đôi giày mẹ mang thì nó cao 25 phân. Wow. Mà không có đế nó luôn. Nó không có cái đế ở dưới. Hay quá. Hiện tại thì công việc của em đang là một huấn luyện viên đào tạo model kit. Và em đang có một cái trung tâm đào tạo model kit với tên là Kelvin Model Kit. Thì thường khi mà em dạy các bé thì mình phải có kỹ năng đi cắt quốc của một người mẫu nữ và một người mẫu nam. Và khi mà em muốn dạy các bé, muốn truyền đạt cái kỹ năng của em thì em phải thực hành trước. Và em mới cho học trò em mang cái này để đi. Mình mang cái này mình ngã nhiều lần chưa đó? Lúc đầu em mới tập á thì là em té chắc cũng 5-6 lần. 5-6 lần. Và hả, về thì cái chân nó rất là đau. Tại vì anh phải chịu bằng cái lực bằng cái mũi chân, chứ mình không đứng bằng cái gót được. Wow. Rồi trước khi trở thành một cái người đạo diễn và đào tạo catwalk thì cái tuổi thơ của Đại nó như thế nào? Trước đây thì em là người mẫu của công ty BL. Em là học trò của chị Anh Thư. Cái tuổi thơ của em nhiều khi em nghĩ là hả, em nằm mơ em cũng không muốn mơ lại. Em có một cái tuổi thơ gọi là nó không có mấy gọi là đẹp giống như tất cả những cái bạn bè đồng trang lứa với em. Là bởi vì bố em thì không thích con trai. Bố em rất là thích con gái. Gia đình bố em họ rất là phong kiến, họ không có mở lòng cho cái chuyện em theo con đường hoạt động nghệ thuật. Và cái tuổi thơ của em thì từ nhỏ em chứng kiến những bố mẹ em cãi nhau. Thời điểm đó là em mới có lớp 2, lớp 3 thôi. Đêm nào cũng hả 12 giờ đêm là bố mẹ em cãi nhau về những cái chuyện mà gọi là kinh tế này nọ. Bố mẹ em cãi nhau rất là nhiều. Người ta gọi là tứ đổ tường là đã muốn chết rồi. Bố em tất cả những cái món ăn chơi bố em đều có mặt. Và tiền để dành của mẹ em, bố em cho dù mẹ em giấu ở đâu thì bố em cũng lấy được hết. Thì mẹ em thì mẹ cứ bực bội thì hai người cãi nhau. Thì đêm nào cứ hả cãi nhau xong là bố em đàn ông mà người ta không có chịu đựng được cái chuyện mà cái người phụ nữ cứ nói hoài á, thì bố em đánh mẹ em. Cứ mỗi lần em thấy bố em đánh mẹ em là em khóc. Đâm ra hả, sau khi mà em lớn lên em không có cái tình thương của bố em chỉ sống trong cái tình thương của mẹ em và bà ngoại em thôi. Em bằng mọi cách em phải cố gắng để mà mình phải có thật là nhiều tiền để người ta không coi thường mình. Nên đâm ra nhiều người cứ họ không có tiếp xúc với em nhiều, họ cứ nghĩ là mỗi một lần đụng chuyện là em rất là hung dữ như thế này nọ. Bản thân em phải hung dữ khi mà em ở trong showbiz. Nếu như mình không tự bảo vệ bản thân mình thì sẽ không ai bảo vệ cho mình. Em rất là nóng tính. Thật sự em rất là nóng tính. Khi mà em nóng tính lên rồi thì em không kiềm chế được con người của em. Em có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Em thậm chí là khi mà người ta làm việc với em, người ta gọi show em biết chắc là sau cái show diễn đó em sẽ được cái gì. Nhưng mà em cảm thấy là cái người đó họ không có tôn trọng người mẫu, họ không có tôn trọng học trò em thì ngay lập tức em sẽ cho đi về hết. Và em không cần luôn. Rồi khi em sống với bố mẹ như vậy thì bố mẹ có đặt câu hỏi về giới tính của em không? Từ hồi nhỏ. Em nghĩ là từ nhỏ mẹ em chắc cũng biết. Nhưng mà mẹ em là một cái người mẹ em rất ít nói. Em xin mẹ em cho em đi học người mẫu. Lúc đó là năm 2007.
là em chính thức bước chân vô công ty BL để mà đặt những cái bước chân đầu tiên lên sàn các quốc. Thì mẹ có nói là làm cái gì làm ở ngoài đường thôi, đừng có ở trong nhà mà mỗi lần đi diễn rồi make up từ trong nhà đi ra, bố thấy là bố sẽ không thích. Khi nào em mới phát hiện ra cái giới tính của em, lúc đó mấy tuổi? Em phát hiện ra hồi năm đó là năm em lớp 9. Lớp 9 thì em vẫn còn thích con gái. Cho tới lúc mà em chơi với một cái bạn hàng xóm ở kế nhà em, thì bạn đó có, bạn đó nó có gọi là dụ em chơi trò người lớn. Ê, hay bây giờ tao hôn mày được không? Thế lúc đó em còn mơ hồ về cái chuyện này lắm, thì em nói ừ cũng được. Thế xong mà sau này thì em có cảm giác là em không có còn cảm giác với con gái nữa. Từ khi nào mà em không còn cảm giác với con gái? Từ sau cái nụ hôn. Từ sau cái nụ hôn đó thì em không còn cảm giác với con gái nữa. Mà đấy là bạn nam đúng không em? Bạn nam Có nghĩa là từ sau nụ hôn đó em mới nhận ra là mình rất thích. Đúng. Em vẫn có thể hợp tác với những bạn nữ trong những cái bộ hình chụp hình, nhưng mà em không thể nào mà tôi tiến tới cái chuyện gọi là tình cảm yêu đương thì em không có cảm giác đó. Rồi khi còn nhỏ em có những cái sở thích nào mà những bạn bạn trai khác họ không có không? Từ nhỏ là tại vì gia đình bên bố em á là mấy cô mấy dì là làm thợ may. Nên là em lúc đó em thích lắm. Em cứ nghĩ là sau này tương lai em sẽ trở thành một nhà thiết kế. Tại em chuyên gia là ở trong nhà, thì thường là nhà em là ở chung tất cả các thế hệ trong một gia đình. Thì ở trong nhà thì mỗi một cô dì thì đều có con hết. Thì mỗi lần mà mấy đứa nhỏ ở trong nhà chơi chung á, thì nó hay có mấy con búp bê á. Thì em cứ lấy xong rồi em thay đồ, rồi em lấy mấy cái giải dụng em may đồ. Thì em cứ định hình em ước mơ sau này là em sẽ trở thành một nhà thiết kế và em có một cái shop nhỏ nhỏ. Cái sự nghiệp của em á, là tại sao em không chọn đường người mẫu mà em lại chuyển hướng sang giảng dạy? Người mẫu nam anh cũng biết rồi, rất là chật vật với cuộc sống chứ không như người mẫu nữ. Thì em mới quyết định là thôi em ngưng, em chuyển rẽ hướng qua cái con đường là em dạy. Và đầu tiên là em dạy cho mấy bạn tuổi teen thôi, chứ em không nghĩ là em dạy model kid đâu. Em rất là thương. Nên là khi mà em dạy mấy bé học trò, em cảm giác là em tìm được cái sự bình yên. Bởi vì con nít nó không biết nói dối. Thế có những bé anh biết là nó mới 5 tuổi, 3 tuổi nó chạy ra nó ôm em. Mình cảm thấy những cái ôm đó là những cái ôm nó thật nhất. Nó chỉ sử dụng cảm xúc thật của nó thôi. Mà em mở lớp được mấy năm rồi đại? Em mở lớp tính tới Tết năm nay nữa là 2 năm. 2 năm. 2 năm gì là thành công quá nhanh đó. Đầu của em năm đó em mới 18 tuổi. Và em quen với một cái anh đó, em hoàn toàn em không biết là anh có vợ. Anh đó con trai luôn. Con anh đó là hả? Boy. Là gay. Gay. Gay mà, top mà. Lấy vợ. Đúng rồi. Nhưng mà anh, em không biết là anh có vợ. Quen nhau chắc cũng được nửa năm. Ngày nào anh cũng đưa đón em đi diễn, rồi đưa em tới công ty BL để học. Một ngày đẹp trời tự nhiên em thấy có một cái số điện thoại lạ gọi vô máy em, thì em nghe máy thì vợ anh mới gọi. Em mới hỏi là chị là ai, thì anh mới nói là có phải là em tên đó đang quen với chồng chị hay không. Thì mới nói là chắc là chị lộn người rồi, tại vì em không có quen người có vợ. Cái chị nói là chắc chắn, tại vì chị đã đi điều tra và chị biết là em đang quen với chồng chị, thì chị có hẹn em ra quán cà phê. Thật sự lúc đó em cũng sợ. Em sợ gì cũng sợ là người ta nhào vô người ta đánh ghê đúng không? Nhưng mà chị đó dẫn theo đứa con gái 4 tuổi. Thì chị đó khóc rất là nhiều. Và chị đó nói là chị xin em luôn, em còn rất là trẻ, tương lai em rất là dài, em buông tha cho chồng chị đi. Em nói thẳng với chị luôn là em không hề biết ảnh có vợ luôn. Nếu như mà em biết ảnh có vợ có con là em sẽ cắt đứt liên hệ rồi, tại em không có thích quen người có vợ. Chị nói ok chị tin em. Thì chị có nói một câu mà làm em nhớ hoài luôn. Chị có nói là em có biết cái nỗi đau khổ nhất của một người phụ nữ, thà người ta thấy chồng người ta ngoại tình với con gái, người ta sẽ bớt đau khổ hơn là thấy ngoại tình với một người con trai. Cái mặt nó lúc đó nó rất là, con bé gái rất là ngây thơ. Và chính vì ở cái chỗ đó mà em cứ bị ám ảnh hoài luôn. Em ám ảnh hoài cái câu chuyện đó cho tới sau này khi mà em quen ai em cũng sợ lắm. Chỉ cần mà em thấy người ta mà cứ đúng 10 giờ 11 giờ người ta xách xe người ta đi về, người ta tìm đủ mọi lý do để người ta đi về, là em cứ nghi ngờ cái chuyện là người ta có vợ rồi. Nên là em rất là sợ. Từ lúc đó về thì em cắt đứt hết tất cả liên lạc luôn. Và bao lâu sau em mới có tình yêu tiếp theo? Chắc cũng là mấy năm sau. Từ nhỏ em sống em không có được bố em thương,
Nên là khi mà em quen ai, em cũng đặt hết tất cả tình cảm trong công việc cũng như trong cái chuyện tình cảm đối với em. Em có một cái phương châm sống, tiền em cũng cần, nhưng đối với em tiền nó luôn luôn ở vị trí số 2 chứ nó không ở vị trí số 1. Số 1 nó vẫn là tình cảm. Và chị Chi với anh Tôn có công nhận là nếu như mà tình cảm chân thành á, thì mình không nên đem vật chất vô giữa. Mà nếu mà mình xen vật chất thì đó gọi là cái cuộc tình, gọi là cuộc tình lợi dụng qua lại. Nhưng khi mà mình hạnh phúc rồi, mình có thể kiếm rất là nhiều tiền. Đó với chị cũng vậy, chị sống vì tình yêu hơn. Tình yêu là số 1 mà đồng tiền số 2. Đúng rồi chị. Và hai chị em mình đồng cảm với vấn đề này. Em có Facebook của chị thì em thấy hôm mà chị Chi đưa anh Hùng đi khám bệnh á, em rất là ngưỡng mộ cái chuyện đó luôn. Em thật sự là em rất là ngưỡng mộ hai vợ chồng chị. Nên là em nghĩ là tình cảm chân thành thì không nên có vật chất chen vô giữa. Nếu mà vật chất mình quen chỉ để mà mình biết cái người đó giàu, mà điều đầu tiên mình quen mình đòi hỏi người ta phải lo cuộc sống cho mình, thì em nghĩ là không nên. Anh nghĩ đơn giản là vật chất là một cái công cụ hỗ trợ thôi, chứ nó không phải là lý do chính trong một cái cuộc tình. Mấy năm sau thì em quen rất là nhiều người, thật sự là em quen rất là nhiều người. Cái số em đi coi thầy, thầy cũng nói em là em có một cái số rất là đào hoa. Nhưng mà em quen ai, cái cuộc tình nó cũng dang dở. Và em bị mắc một cái lời nguyền là 9 tháng, cứ đúng 9 tháng là em sẽ chia tay. Đúng 9 tháng đúng, cứ đúng thời điểm 9 tháng kỷ niệm quen nhau, đúng 9 tháng là ngay lập tức sẽ là chia tay. Ê, tí ra cho anh xin địa chỉ anh thầy. Còn chị là 3 năm chia tay. Là thầy cứ đúng nói 3 năm. Không, bao nhiêu mối tình chị quen từ xưa giờ 3 năm chia tay. Bây giờ chị với chồng chị ở 4 năm rồi. Qua ngưỡng cửa. Không, thực sự chị đã đúng 3 năm chị bao nhiêu ông nha. Đúng 3 năm mà chia tay, 3 năm chia tay, 3 năm chia tay. Mười mấy người như vậy luôn đó. Em quen rất là nhiều người. Tôi ghi lấy trên là năm Tết này là năm thứ tư. Khi mà em quen những cái cuộc tình đó, em đều dồn hết tất cả tình cảm của mình cho những cái cuộc tình đó. Nhưng mà cuối cùng thì em phát hiện ra họ lợi dụng em. Lợi dụng tình cảm cũng có, lợi dụng về tiền bạc cũng có. Sau này em nản, em không muốn quen ai luôn á. Cho tới một lần em làm MC trong một cái chương trình thời trang ở trong một cái beer club, thì là em vô tình em gặp được một cái bạn đó. Bạn nó làm phục vụ trong cái quán đó thôi. Thì em không biết là bạn để ý em từ lúc nào thì em không biết. Rồi lúc đó em nói thật với chị Chi thôi, em rất là chảnh. Người lạ nên là em không có nói chuyện, là tại vì xung quanh em lúc đó toàn là siêu mẫu, hoa hậu này nọ các kiểu là, nên là đâm ra là em cũng bị ấn tượng những cái cuộc tình trước. Em không có muốn quá vội vàng để cho mình đi tới một cái cuộc tình mới, nên là em cứ làm xong show là em đi về, chứ em không ở lại đó. Thì buổi sáng hôm đó em thấy có một cái Facebook lạ add friend em, thì em phải vô em coi người ta là ai. Thì mới thấy bạn này quen, em mới nhắn tin là em mới inbox em nói là hình như là đại thấy bạn quen, thấy quen hôn, ngày nào mình cũng gặp bạn hết. Thì em mới nói ủa gặp ở đâu mà gặp hoài. Hồi nữa em lướt cái face bạn đó thì em mới biết bạn đó làm phục vụ cái beer club ở ngay quận 5. Thì cái thời gian em mới quyết định là em quen bạn đó. Cái điều gì ở bạn đó làm cho em cảm thấy là em không còn thu mình lại nữa mà em quyết định quen? Thứ nhất là bạn đó rất là đẹp. Đẹp trai, cao như người mẫu vậy đó. Và cái thứ hai là bạn có nhắn một cái tin mà làm em rất là xúc động là khi mà quen nhau thì em hay dẫn bạn đó đi chơi. Và lúc đó, thời điểm đó là em chơi chung với lại hoa hậu Cao Thùy Linh. Tụi em chơi thân một nhóm vậy đó. Cứ tối thứ bảy là tụi em mặc quần áo thật là đẹp lên bar ngồi chơi vậy đó. Thì em có rủ bạn đó đi chơi, thì bạn có nói với em là bạn rất là muốn đi nhưng mà bạn sợ là tiếp xúc với bạn bè em, rồi bạn bè em biết là em đang có công việc như vậy mà phải quen với một người phục vụ như vậy, nên là bạn đó sợ là em bị mặc cảm. Thì em có nói là nếu như mà quen nhau thì cho dù bạn nó làm công việc gì đi nữa, nếu em thương thì em vẫn sẽ thương. Thì quen nhau được một năm, cái tính em thì em rất là nóng tính, cho tới cái gì diễn ra thì nó cũng sẽ diễn ra. Em với bạn đó có một cái mối mâu thuẫn, và trong một lần hai đứa cãi qua nó qua nó lại, nó qua nó lại, thì em thấy tin nhắn tin vô trong cái máy bạn đó, thì em mới giật cái điện thoại em coi. Thì bạn kiềm chế không được thì bạn giật cái điện thoại lại, bạn tát em một cái. Quen nhau một năm chưa bao giờ mà Khánh đánh đại á, mà chỉ vì cái tin nhắn trong cái điện thoại đó mà Khánh đánh đại như vậy luôn. Thì đại nghĩ là chắc là mình không có đi xa được nữa đâu, nên thôi chia tay đi. Nếu như mà 5 năm, 10 năm nữa còn thương thì sẽ quay lại. Chừng đó mình đủ chín chắn rồi thì mình sẽ quay lại. Thì em với bạn đó quyết định là chia tay. Cái ngày mà chia tay thì hai đứa khóc rất là nhiều. Em tháo luôn chiếc nhẫn cưới em giục luôn. Hai đứa tụi em lúc đó là bạn bè cứ kêu là ừ thôi thấy quen, hai đứa cũng ok thì thôi tổ chức đám cưới. Thì em cũng có dự tính là sẽ tổ chức đám cưới.
Thì hai đứa mới đi mua nhẫn, lúc đó em tức quá thì em mới tháo chiếc nhẫn em giục luôn. Mấy tháng sau thì là bạn đó quen một cái bạn cũng làm phục vụ ở trong đó luôn. Cứ mỗi một lần em chuẩn bị em cầm mic em bước lên sân khấu thì em thấy hai bạn đang đứng ở dưới nắm tay nhau. Nên là em nhói lòng. Đúng, ý là em cái cảm giác em vẫn còn thương nhưng mà em nghĩ là chắc là không tới được. Nhói lòng không? Em buồn á chị, em có cảm thấy em rất là khó chịu. Nên là em quyết định là em nghỉ, em không làm nữa. Em cắt cái hợp đồng với bên đó luôn, em không làm nữa. Nhưng mà cái bạn Khánh đó cũng không tử tế với em lắm thôi. Có thể người ta có thể thể hiện tình cảm mà khuất mắt em mà đâu còn phải thể hiện trước mặt em chi. Bạn giận em cái chuyện mà em tháo cái chiếc nhẫn em giục. Nên là bạn làm như vậy cho em tức không? Cho tức. Và cái định mệnh nó ứng với cái lời nói em nói ra. Là nếu như mà còn thương thì 5 năm sau sẽ gặp lại. Thì là 5 năm sau vô tình là một cái chị chơi chung với em với bạn đó mới gọi điện báo tin với em là bạn đó bị bệnh ung thư. Tới bây giờ mà khi mà nhắc tới cái câu chuyện đó em vẫn còn xúc động. Ngay cái thời điểm mà dịch Covid đợt 1 mới vừa bùng phát thì là em nhận được cái tin đó. Em mới tức tốc là chạy vô bệnh viện. Khuya ngày hôm đó em đi taxi, taxi không chở em tới bệnh viện. Thả em ngay tuốt ở chỗ nào xa lắm, em phải đi bộ tới. Lý do tại sao không chở tới bệnh viện? Người ta sợ chị. Ngay lúc đó thời điểm dịch Covid là bạn bè em cũng nói là em rất là ngu. Thì lúc mà em vô thì em mở cửa phòng cấp cứu, em gặp mẹ bạn đó. Mẹ bạn đó vẫn chưa biết trước đây em với bạn đó quen nhau. Thì em vô thì em thấy bạn đang nằm hôn mê. Và em khóc rất là nhiều. Chiều nào em làm xong công việc cũng tầm 9-10 giờ thì em chạy xe tới ngay trước cửa bệnh viện á. Em chỉ cô mẹ bạn đó cần tiền thì em đưa tiền thôi. Rồi xong rồi em cũng mua đồ ăn này nọ các kiểu, em cũng có hỏi thăm. Thì ngay cái buổi sáng hôm đó là em đang có một cái buổi chụp hình concept cho một bé học trò của em. Thì mẹ bạn đó gọi điện báo tin với em là vô cấp cứu lần thứ 3 và đặt ống thở. Lúc đó em suy sụp tinh thần luôn. Thì em mới chạy vô trong toilet em khóc. Em không muốn ekip phải dừng lại chỉ vì cái chuyện buồn của em. Cho tới 7 giờ tối khi mà off xong cái công việc ngày hôm đó thì mọi người nói là từ sáng giờ em không ăn gì hết nên là mọi người rủ em đi ăn. Thì em mới nói là thôi chắc em không ăn đâu, em chạy vô bệnh viện để em coi tình hình như thế nào. Thì mọi người cứ nói là thôi em cứ ngồi em ăn đi. Em vừa mới cầm đũa xuống thì cái chị mà chơi chung với em với bạn đó mới gọi điện nói là em buông đũa và em chạy vô bệnh viện. Em vẫn còn rây rứt cái chuyện cũ. Và em nghĩ trong đầu là nếu như giá như lúc đó em bình tĩnh hơn một chút xíu nữa, em hạ cái tôi của em xuống thì chắc có lẽ là em với bạn nó sẽ không chia tay. Và để dẫn tới cái sự việc đó. Và tới bây giờ em nói thì cái chị Chi với em bị ám ảnh luôn á, em không dám quen. Cái hôm đó em đang đi, em đi dạy một cái lớp model kit ở ngoài Nghệ An. Thì vừa mới về tới khách sạn, em vừa đặt lưng xuống em mệt quá rồi em tắm xong là em nằm ngủ. Chưa bao giờ em ngủ sớm vậy luôn á. Thì là em mới thấy bạn nó mở cửa phòng bước vô. Trong giấc mơ em khóc rất là nhiều. Thì bạn đó có nói là sắp tới sẽ có người đó tên đó làm cái gì với em. Và sự việc đúng 2 ngày sau, phụ huynh của học trò em mà viết một cái status chửi em không ra gì ở trên một cái trang mạng xã hội. Thật sự lúc đó em đọc những dòng chữ rất là đau lòng. Em không làm gì sai với người ta hết. Và cái câu chuyện đó thị phi đó cũng không phải là do em tạo ra nữa, mà em đang đứng để em bảo vệ học trò em. Mấy bé model kit nó còn rất là nhỏ, tâm hồn nó còn trong sáng lắm. Bước vô cái thế giới model kit rồi thì em thấy sân chơi của con nít nhưng là cuộc chiến của những phụ huynh. Và em không thể nào em làm hài lòng hết 100 người ở trong lớp em được hết. Thì em mới đứng ra để em bảo vệ một cái bé học trò của em. Thì cái người phụ huynh đó họ không hài lòng. Và họ viết một cái tâm thư, họ chửi em với những cái lời lẽ gọi em nói thật. Bố mẹ em đẻ em ra, bố mẹ em cũng chưa bao giờ dùng những cái từ ngữ nặng nề đó để nói em. Báo chí cũng có hỏi em và em cũng có chia sẻ cái vấn đề đó. Và họ cũng có trích lại nguyên văn cái status đó chửi em. Lúc đó em suy sụp tinh thần hoàn toàn luôn. Em mất ngủ 3 ngày và em luôn luôn em bị ảo giác. Em kêu y tá về nhà em để mà truyền nước á. Chị đó nói là bây giờ chị truyền cho em 2 chai nước. Nếu như mà tối nay là ngày thứ tư mà em tiếp tục em không ngủ được nữa thì bắt buộc em phải tới em gặp bác sĩ để bác sĩ điều trị tâm lý cho em. Tại vì em bị stress quá nặng. Nếu như em phải gặp một cái cú sốc gì đó thì ngay lập tức em sẽ vô nhà thương điên luôn. Và lúc đó em rất là buồn, em rất là suy sụp tinh thần bởi vì bố em mất. Cho tới bây giờ thì em nghĩ là thôi ai nói gì nói em mặc kệ luôn. Bản thân em nghĩ là em sống em không sống sai với ai nên là em không sợ.
Thế còn bây giờ đến khi mà mọi chuyện ổn định rồi, em đã bao giờ come out với gia đình em chưa? Một cách trực tiếp á? Tới bây giờ thì em vẫn chưa, ít có nói chuyện với mẹ em lắm. Tại vì em với mẹ em là hai người gọi là khắc khẩu, nên là mẹ con ít nói chuyện. Mặc dù là mẹ em rất là thương em mà em cũng rất là thương mẹ em. Em nghĩ là mẹ em chắc chắn là mẹ em sẽ coi chương trình này, bởi vì mẹ em là một người rất là thích cái chương trình này. Cứ mỗi lần em đi về thì em thấy mẹ em hay mở iPad mẹ em coi. Và em bản thân em cũng thích chương trình Come Out. Mẹ có biết hôm nay em tham gia không? Lẽ ra là ngày hôm nay là mẹ em đi với em ấy, nhưng mà tại vì do mẹ em bị dị ứng đỏ hết người nên là mẹ em không tới được. Thì em cũng rất là thích chương trình này và em ngưỡng mộ những cái câu chuyện của những bạn tham gia chương trình này, bởi vì em biết là nó đồng cảm với câu chuyện của em và nó rất là thật. Anh hy vọng là sau khi mẹ xem cái tập này nè thì mẹ sẽ hiểu rất là nhiều câu chuyện của em, và hai mẹ con á sẽ không phải cự nữ nhau bởi những cái câu chuyện come out hay là về giới tính của em nữa, mà sẽ hiểu nhau hơn và có thể yêu thương em nhiều hơn. Thay mặt chương trình thì chúc cho em sẽ phát triển thành công ở Middle Kid của em, và chúc chị em được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn chị Chi, em cảm ơn anh Tuân. Chúc em sẽ gặp được một mối tình để em hạnh phúc, để quãng đời còn lại của em sẽ được nhiều tiếng cười hơn. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay.